Ở đây mình thấy có gì đây, có gì đây bạn, nè các bạn ơi, có gì đây bạn ơi, 1 2 3, wow các bạn ơi, bạn ủa? Đây có gì nè bạn ơi, đây có gì bạn ơi, bạn ơi đây có gì nè bạn ơi, rồi đây có gì bạn ơi, này có gì đây, thấy có gì nè bạn ơi, có gì bạn, đây các bạn, đây các bạn ơi, bạn ơi đây cái gì các bạn, để mình lôi các bạn, wow, xoay chiếc xe container đó bạn ơi, wow mạnh chưa bạn ơi, các bạn ơi chiếc xe nó chạy nó ủa. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow, các bạn ơi, đây mình thấy có gì đây các bạn. Wow, các bạn ơi, đây có một chiếc xe cool bus sẵn ngồi lái xe. Wow, 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 chiếc xe này siêu mạnh luôn các bạn ơi. Nè, đó. Rồi, các bạn ơi, đây có gì đây các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe AC Funny Truck nè. Có anh tài xế nhìn siêu đẹp luôn các bạn. Ở đây chở theo hai chiếc xe nè, một chiếc xe nè, hai chiếc xe nhìn đẹp quá các bạn ơi. Rồi tiếp theo ở đây có gì nè các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, ở đây có một con khủng long nè các bạn. Có vảy sừng siêu đẹp luôn. Ở đây có móc kéo bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô các bạn thấy đẹp chưa? Rồi, đây có gì các bạn ơi, à đây có chuồng thú nè các bạn ơi. Rồi đây có thêm có chuồng thú nữa nè. Đó hai cái chuồng thú nhìn siêu ngầu luôn các bạn. Rồi đây có gì nữa các bạn ơi? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe MC Wing Nam nhìn đẹp quá các bạn. Chở theo một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe đó đẹp quá các bạn. Rồi ở đây có gì nữa các bạn ơi? Wow các bạn ơi, ở đây có một quả trứng khủng long khổng lồ luôn đó các bạn. Để bây giờ mình mở coi nè. 1 2 3. Wow các bạn ơi, bất ngờ chưa nè các bạn? Đó, rất là nhiều thứ luôn. Rồi đây nữa các bạn ơi. Wow, rồi đây là chiếc xe gì đó các bạn? À đây là một chiếc xe ben nhỏ nhìn đẹp nha các bạn. Rồi đây có gì các bạn? À đây là con cọp nè các bạn ơi. Rồi đây là chiếc xe ben nhỏ nè, ở trong này có anh tài xế nè các bạn. Đó nhìn đẹp chưa các bạn? Rồi, ở đây có gì vậy bạn? À đây xe cầu múc cát bạn ơi. Wow, đây là người khủng lồ xanh. Hello, xin chào người khủng lồ xanh nha. Ủa, bạn ơi đây có gì bạn? Ui các bạn ơi, đây là con kiến nè các bạn. Rồi, ở đây wow, một bạn Godzilla nha các bạn. Wow, ở đây có rất nhiều con vịt con mắt nhìn đẹp ha các bạn ha. Rồi rồi rồi, qua bên này các bạn. Ô các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe ô tô các bạn ơi, xe ô tô chở theo một chiếc xe gấp nè các bạn. Đó chiếc xe gấp màu vàng nhìn đẹp ha các bạn ha. Để lên là xe chở đi ra công trình làm việc đó các bạn. Rồi tiếp theo đây có gì nè các bạn ơi? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cần cẩu nè, xe cần cẩu có móc cẩu nè. Đây là xe bolit nha các bạn. Đó nhìn đẹp ha các bạn. Nên 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 đó xe cũng siêu mạnh luôn các bạn ơi. Wow wow, rồi đó xe chạy hay ha các bạn. Rồi đây có gì các bạn ơi? Ô các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cứu hỏa các bạn ơi. Nè xe thang cứu hỏa, xe nâng đó các bạn. Chúng ta hãy nâng lên nâng xuống nè. Bây giờ mình để chiếc xe lên các bạn. Đó mình nâng lên nâng xuống hay chứ bạn ơi. Nên 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 đó xe này cũng siêu mạnh luôn nha các bạn. Rồi qua này các bạn ơi, bên này có gì nè các bạn? Wow, ở đây có một chiếc xe cảnh sát nữa nè các bạn ơi. Xe cảnh sát này chở theo. Ô một chiếc xe cậu múc cát bạn. Đó xe cậu múc cát màu xanh lá cây nha. Đó rất là đẹp luôn các bạn ơi. Biên cảnh sát nè các bạn ơi. Rồi còn đây cái gì bạn? Ha các bạn ơi, đây là mũi cần cậu múc cát bạn. Bây giờ mình sẽ lấy lắp ráp vô. Wow, một chiếc xe cảnh sát siêu ngầu luôn. Rồi đây có gì nè các bạn ơi? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe container màu vàng hầu chưa? Chở theo xe cậu múc cát nè. Thêm một chiếc xe ủi cát nữa các bạn. Đó nhìn đẹp ha các bạn ha. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì bạn? Ha các bạn ơi, đây có cần cậu múc cát nè, có anh tài xế bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này bạn, cabin nữa các bạn. Cabin có còi xe màu trắng này nhìn rất đẹp luôn các bạn ơi. Rồi ở đây có gì bạn ơi? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe chở thú nè các bạn ơi. À ở đây chở theo con hươu cao cổ bạn ơi. Thêm một con hươu cao cổ nè các bạn. À, đây con tê giác nè các bạn ơi. Có con hà mã nè các bạn. Bên này có con gì bạn? À, đây con sư tử nè các bạn. Tiếp theo, cọp nè các bạn. Đó chiếc xe nhìn đẹp quá các bạn. Bạn ơi, ở đây có gì bạn? À đây cái cần cẩu nè các bạn ơi. Còn thiếu cabin các bạn. Đây có cabin đó bạn. Ráp cái cabin này vô nha. Đó xe nhìn siêu đẹp luôn các bạn. Rồi bên này có gì đây các bạn ơi? Ở đây có một chiếc xe này, xe container các bạn ơi. Cái gì các bạn? À một chiếc xe cẩu bút cát màu xanh nước biển. Đây còn cái xe bạn, cảnh sát nè các bạn. Cảnh sát rất là đẹp luôn bạn ơi. Rồi tiếp tục qua này sẽ chỗ lại chiếc xe ben bạn. Đây đây các bạn, một bánh xe. Bánh xe đây nữa các bạn ơi. Ok, qua chiếc xe ben bự quá các bạn ơi. Wow các bạn ơi, ở đây có gì nè các bạn ơi? Wow 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 các bạn ơi. Ở đây có một chiếc xe thang cứu hộ nè các bạn ơi. Nè ở đây có cái vòng xoay các bạn. Đó chúng ta sẽ xoay cái này á là cái thang sẽ đuôi dài các bạn thấy chưa? Ở đây có cái đèn xe của cứu hỏa nha các bạn. Ơi chỗ này cho tài xế ngồi lái xe nè. Đi số xe là 9806 nha bạn. Đó xe rất là đẹp luôn bạn ơi. Nâng cái cần cẩu lên nè các bạn. Đó xoay bệnh. Wow xe rất đẹp. Wow, ở đây mình thấy có gì nè bạn ơi? Wow các bạn ơi, có một chiếc xe cảnh sát nè các bạn. Cảnh sát nhìn rất đẹp luôn bạn ơi. Chở theo một chiếc xe mô tô. Rồi thêm một chiếc xe mô tô nữa nè. Đó xe siêu ngầu luôn bạn ơi. Rồi đây có gì bạn? À đây cần cẩu bút cát. Ý, ở đây có cái bệ cẩu. Có chú tài xế đang ngồi lái xe nè. Bây giờ mình sẽ lắp ráp lại bạn. Ồ một chiếc xe cẩu bút cát siêu ngầu luôn bạn ơi. Rồi tiếp theo đây có gì bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cảnh sát. Cảnh sát đang chở theo gì? Chiếc xe đua màu vàng các bạn ơi. Để lên nè. Wow siêu đẹp luôn. Rồi đây có gì bạn? À đây là còn cái cần cẩu bút cát bạn ơi. Có chiếc xe cẩu bút cát nè. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô. Wow một chiếc xe cẩu bút cát nhìn đẹp quá các bạn. Rồi ở đây có gì nữa nè các bạn? Ồ các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe. À đây là chiếc xe thang cứu hộ nè. Ở xe cứu hỏa nha các bạn. Ở chỗ này cho tài xế ngồi lái xe, lên xe ngồi đây. Fire rescue nha các bạn. Đó đây là đèn xe cứu hỏa này nhìn đẹp ha các bạn ha. Wow 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 hay quá các bạn ơi. Đi qua đây các bạn ơi, ở đây mình thấy có chiếc xe cứu hộ bạn ơi. Xe còn đang thiếu cái cabin nữa các bạn, để mình kiếm cabin coi. À đây có cái cabin nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nè. Đồng ngầu chưa các bạn, rất đẹp luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo bên này có gì đây các bạn ơi? Ừ các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe ô tô nha. Chở theo chiếc xe này xe gì đây? À đây xe ủi cát bạn ơi. Đó xe chạy rất là ok luôn nha các bạn. Rồi chạy chiếc xe này
quá. Rồi tiếp theo ở đây có chiếc xe gì nè các bạn ơi. Ê, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe giao hàng màu vàng nha các bạn. Rồi ở đây có cái cabin màu xanh nước biển nè, nhìn xíu đẹp luôn các bạn. Rồi sửa chữa chiếc xe cần cẩu mút cát nè các bạn. Cái bệ cẩu nè, giờ mình sẽ lắp ráp vô bạn. Đó, chiếc xe cẩu mút cát. Xíu đẹp luôn các bạn. Ở đây lấy cái đồ cho bê tông, bây giờ mình sẽ lắp ráp vô các bạn. Đó. Ok xong rồi các bạn ơi. Đó ở đây có một chú tài xế đang ngồi lái xe nhìn xíu ngầu luôn nè các bạn. Rồi, cái cục này cái gì các bạn ơi? Đây cái gì các bạn? Các bạn ơi, đây là cái chiếc xe này. À các bạn ơi, đây là chiếc xe gấp nè các bạn ơi. Rồi đây chiếc xe gì bạn? Hai đây chiếc xe cẩu bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cẩu chiếc xe gấp lên nè. Đó, đẹp chưa bạn? Đó, chiếc xe ô tô của chúng ta nhìn xíu ngầu luôn. Rồi các bạn ơi, ở đây mình thấy gì đây bạn? Có những chiếc xe đang chữa cháy các bạn ơi. Để mình để mình lôi các bạn. Wow, rất là nhiều xe cứu hỏa luôn nè. Lấy chiếc này rồi coi. Chiếc này là chiếc xịt nước. Tiếp theo bạn ơi, xe xịt nước rồi có cả thang cứu hộ. Rồi tiếp theo chiếc này đây là xe biết cảnh sát cứu hỏa trên này các bạn. Và cứu hỏa luôn nè các bạn. Wow, ở đây có một chiếc xe mô tô nè. Các bạn ơi, chiếc xe thang cứu hộ. Wow các bạn ơi, đây là thang xịt nước nè các bạn. Ở đây có một chiếc máy bay trực thăng nhìn siêu ngầu. Đây là một chiếc xe bít nữa nè các. Rồi à các bạn ơi, đây là chiếc xe xịt nước nè. Cái gì đây các bạn? Chiếc xe cứu hộ. À đây cũng là xe thang cứu hộ luôn. Những chiếc xe cứu hỏa này nhìn đẹp quá các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa lại chiếc xe cẩu cát bạn. Đây xe vô. Hết xe nữa các bạn. Đây ok. Đây wow, chiếc xe cẩu cát nhìn bự chưa nè các bạn ơi. Rồi tiếp tục lắp ráp bánh xe cho chiếc xe chậu bê tông các bạn. Đây một bánh xe. Tiếp theo thì bánh xe đây nữa nè các bạn ơi. Ốp qua chiếc xe chậu bê tông này bự quá các bạn ơi. Ê, ở đây có những con zombie ma quái nè các bạn ơi. Đâu bây giờ mở gọi lòi đây nè các bạn. Wow, có gì bạn? Ồ đây là một khẩu súng bí ngô các bạn ơi. Có con zombie nữa bạn ơi. Zombie mắc lòi nè bạn ơi. Bạn à, đây là giáo sư tiến sĩ zombie, mình sẽ cho đứng ở đây nè các bạn ơi. Gài đạn lên nè các bạn, sẽ lấy viên đạn nhét vào đây các bạn. Đó. Nhắm giáo sư tiến sĩ zombie nào. 1 2 3. Bạn sáu. Wow, hay quá các bạn ơi. Rồi tiếp tục lắp ráp bánh xe cho chiếc xe này nha bạn. Đây gắn bánh xe vô một bánh xe. Rồi tiếp tục thêm bánh xe nữa các bạn ơi. Đây ok. In. Wow các bạn ơi, ở đây mình thấy có gì bạn ơi? Ở đây có một chiếc xe chở rác nè, xe chở bê tông nè, xe cần cẩu, xe ben. Để bây giờ mình coi coi. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe gì nè các bạn ơi? Wow, ở đây có cái gì nữa nè các bạn? Đây 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 nè. Ô các bạn ơi, đây là cái đồ điều khiển nha. Đâu bây giờ mình lôi chiếc xe này ra các bạn. Ô nặng quá. Rồi ok xong rồi. Ồ chiếc xe này xe cần cẩu bạn ơi. Không biết xe này còn hoạt động, mình kiểm tra coi. Khởi động chiếc xe lên các bạn. Đó, mình đã khởi động lên các bạn ơi. Nè, chỗ này cho tài xế ngồi lái xe các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái đồ điều khiển bạn ơi. Mình sẽ khởi động ngoài sau nè. Đó, ok xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái nút này bấm nè các bạn. Ồ, mình đã connect được chiếc xe rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nha, bấm nút này thử bạn. Ui các bạn ơi, nè nè cái nút này là xe bẻ lái nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bấm thử nút này các bạn. Ồ các bạn ơi, cái nút này là cái cọng dây này nó xả ra các bạn ơi. Rồi bây giờ mình bấm nút này thử các bạn. Ồ các bạn ơi, nè cái nâng cái cần cẩu lên luôn các bạn. Wow, hay các bạn ơi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ ấn cái này các bạn. Đó là hạ cần cẩu xuống. Rồi mình bấm nút này các bạn. Nút này là thu cái cọng dây vô các bạn ơi. Rồi xả cọng dây ra các bạn. Đó, hay chưa? Rồi bây giờ bấm nút này thử bạn. Ui các bạn ơi, cái nút này là chiếc xe cần cẩu nó quay các bạn ơi. Wow, hay quá bạn. Đó, hay nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thử chiếc xe này các bạn. Đây mình sẽ chạy chiếc xe này qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ cẩu thử rồi nổi nha các bạn. Đây móc vô nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ thu cộng dây lên các bạn ơi. Đó. Ô ghê chứ bạn ơi. Wow wow, nâng chiếc xe lên luôn các bạn. Đó, mạnh chết các bạn ơi. Wow 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 wow, xe xoay luôn các bạn ơi. Đó. Xoay chiếc xe container luôn các bạn ơi. Wow, mạnh chứ bạn ơi. Chiếc xe cần cẩu cẩu xe container mạnh chứ các bạn. Đó, rất là cần cẩu xuống bạn ơi. Thu cộng dây vô bạn. Rồi thu dây vô nha. Wow wow, ghê chứ bạn ơi. À, wow wow. Oh, các bạn ơi, chiếc xe nó chạy nó ủi mấy chiếc xe các bạn ơi. Wow 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 wow. Đâu. Tiếp theo mình sẽ chạy lại các bạn ơi, để hạ xuống nha. Sau đó mình sẽ cẩu cái chuồng thú lên nha các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ thu dây lên. Đó, wow, chiếc xe cần cẩu. Ồ, cẩu cái chuồng thú rồi, chạy ra. Rồi quay cần cẩu ở đây. Đó, rồi bắt đầu xả dây xuống nào. Đó, xe cần cẩu dây hai các bạn ơi. Rồi, gỡ móc cẩu ra, thu dây cần cẩu lên. Rồi xoay ngược cần cẩu lại. Rồi chạy tới, quay cần cẩu ra, xả cọng dây xuống nào. Móc cái cần cẩu này nha. Thu lên nào. Wow. Rồi quay ngược ở đây nào. Ok, xả dây ra nào. Rồi thu lên. Qua chiếc xe cần cẩu này đã cẩu những cái chuồng thú từ chiếc xe khủng long này ra nha các bạn. Đó, rất là hay luôn bạn ơi. Nhưng mà bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà ăn cơm học bài làm bài tập rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.